Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm, giảm hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,26%. Giao dịch quanh ngưỡng 1.806 đô la Mỹ trên một ounce với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.804,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.817,41 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,04%, giao dịch ở mức 104,421 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 5,87%, thời điểm này chỉ còn giao dịch ở mức 29.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,48%, giao dịch ở mức 2,908% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,50%, giao dịch ở mức 109,865 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo chuyên gia kiêm đại quý Everett Millman của Gaynell Villacoy, vàng còn giảm giá vì nhiều nhà đầu tư phải bù lỗ ở các tài sản khác, nhất là cổ phiếu. Vàng là thứ dễ chuyển đổi thành tiền mặt nhất khi mà tình hình khó khăn, theo ông Millman nói. Về triển vọng của giá vàng trong tuần này, nếu mốc 1.800 đô la Mỹ trên một ounce bị phá, một đợt bán tháo tiếp theo có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ông Millman cho rằng các nhà đầu tư cần chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh của giá vàng trong ngắn hạn. Nguy cơ giảm dưới 1.800 đô la Mỹ trên một ounce đang hiện hữu, lớn hơn bất kỳ ở điểm nào từ đầu năm cho đến nay, nhưng thị trường sẽ giằng co, vị chuyên gia này nhận định. Cho dù rủi ro giảm là lớn, chúng ta vẫn có thể trở lại mốc 1.900 đô la Mỹ cho một ounce sau vài tuần. Ông Melick thì cho rằng mức 1.830 cho đến 1.790 đô la Mỹ cho một ounce sẽ là biên độ trong tuần này của giá vàng. Có khả năng giá vàng giảm sâu hơn, nhất là khi các số liệu kinh tế tốt hơn dự báo. Giá năng lượng tăng và mùa màng giảm sút, nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất mạnh, giá vàng sẽ bị ảnh hưởng bất lợi thêm, ông nói. Với góc nhìn lạc quan hơn thì theo chiến lược gia Frank Choli của LGU Future nhận định, vàng đã bị bán quá nhiều và không có gì ngạc nhiên nếu giá vàng bật tăng về 1.865 đô la Mỹ trên một ounce và tiếp đó là 1.900 đô la Mỹ trên ounce. Ông Frank Choli nói như sau, bán tháo đã đi quá xa và với mức giá hiện nay vàng đang ở gần vùng đáy hơn là vùng đỉnh. Mức giá đóng cửa trên 1.840 cho đến 1.850 đô la Mỹ trên một ounce là cần thiết để khuyến khích sự phục hồi. Thời điểm này, nhà đầu tư sẽ phải theo dõi tỷ giá đồng đô la Mỹ và lãi suất. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. So với mức giá một tuần trước, giá vàng trong nước giảm 1,25 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng cho một lượng tại chiều bán ra. Còn so với mức đỉnh cao nhất là 74,4 triệu đồng trên mỗi lượng, thiết lập vào ngày 8 tháng 3, giá vàng hôm nay đã giảm hơn 4 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bút số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều tiếp tục giảm quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.835.000, bán ra 6.935.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.945.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 25.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội
mua vào 6.860.000, bán ra 6.945.000, cũng giảm 20.000 ở chiều mua vào, 25.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.835.000, bán ra 6.900.000, giảm 35.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.835.000, bán ra 6.900.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào, 40.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 6.850.000, bán ra 6.920.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.856.000, bán ra 6.924.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 11.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SCC mua vào 6.870.000, bán ra 6.910.000, giảm 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SCC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.835.000, bán ra 6.935.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào, 45.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.830.000, bán ra 6.940.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.835.000, bán ra 6.900.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào, 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000, giảm 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại giảm 150.000 đồng cho một lượng ở chiều mua vào và chiều bán, hay là giảm 15.000 đồng cho một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 1.020.000 đồng cho một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000. SJC Cà Mau mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000. SJC Huế mua vào 6.832.000, bán ra 6.938.000. SJC Bình Phước mua vào 6.833.000, bán ra 6.937.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.835.000, bán ra 6.935.000. SJC Miền Tây mua vào 6.835.000, bán ra 6.935.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.835.000, bán ra 6.935.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.837.000, bán ra 6.940.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.835.000, bán ra 6.937.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.833.000, bán ra 6.937.000. SJC Phan Rang mua vào 6.833.000, bán ra 6.937.000. SJC Hạ Long mua vào 6.833.000, bán ra 6.937.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.833.000, bán ra 6.937.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại giảm trong khoảng từ 83.000 cho đến 200.000 đồng trên mỗi lượng, hay trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.400.000, bán ra 5.490.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.370.000, bán ra 5.450.000. Hai loại vàng này thì đều giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.266.000, bán ra 5.396.000, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.902.9000, bán ra 4.102.9000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.992.7000, bán ra 3.192.7000, giảm 11.600 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.087.9000, bán ra 2.287.9000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.